không mướn bà vú đó cho con, bây giờ mình sẽ mướn bà vú khác. Bây giờ con ra đóng cửa đi, vô coi hoạt hình với mẹ nha. Dạ, đừng mướn vú nha mẹ. Mẹ ơi, có bà vú một bà nữa không kìa mẹ? Giống bà nãy không con? Không có giống. Nhưng con sợ quá. Để đó cho mẹ. Tới đây bà cho cái này nè. Bà có mua cái game đá banh cho con nè. Tới đây game mới nhất á. Sao bà biết con biết chơi đá banh? Con trai ai không thích đá banh, bà cũng đá. Bà đá banh hoài à. Bà mua đi, cho con hả? Bà đi lụm banh cho chồng bà đá đó. Bà cho con hả? À. Bà đáng yêu quá. Con cảm ơn bà. À. Con thích game này lắm, bà cũng mua cho con. Tí nữa mẹ con vô đó, con đừng có nói là ba có mua cái game. À, bà mua cái game đá banh cho con nha. À, chào cô. Chào chị. À, tôi tới đây tôi nộp hồ sơ, tôi xin bằng việc. Dạ, mời chị ngồi. Dạ. Chị đã có kinh nghiệm trông trẻ chưa chị? Hồi xưa giờ có cho... À, có. Hồi đó cũng có mấy đứa con. À... Ôi nhưng mà thứ con nít nhỏ nhỏ vậy dễ gần chết chứ có gì đâu. Cỡ con trai này thì nó hơi lì chút. Thế nó lì lì cái mình cho nó cúi xuống cái mình vỗ vô không nói giống vậy nè. Bà đánh giống ba con quá. À, nhưng mà bà đánh giống ba con nhưng mà bà quánh con có đau không? Không. À không có đau. Ho hả? Dạ. Vô con lấy một ly trà nóng với con pha chút mật ong vô cho mẹ con uống đi. Ủa, sao bà biết sao mẹ biết con thích trà với mật ong? Thì mấy bữa em con em dâu tôi nó hay uống vậy á. À. Em dâu tôi nó uống. Đi đi con. Dạ. Đi vô. Trà mật ong. Đã nói bao nhiêu lần rồi, Diêm Xoan, đừng có gọi đầu ban đêm. Nói hoài mà em cũng không nghe. Em đau lưng đó. Em điện thoại kêu điện thoại. Alo. Dạ, tại sáng nay em mới mắc ở nhà chọn bà vú cho bé Vinh em quên mất. Dạ, em tới liền. Dạ. Mẹ có hẹn mà mẹ quên mất con. Bà ơi, mẹ con hẹn với chú trưởng phòng đó. Qua đây bà nói nghe nè. Mau lên. Đây. Cái chú trưởng phòng đó lùng lùng xấu xấu á. Đúng rồi. Ông đó ông ác lắm. Thấy không? Con đừng có cho mẹ con quen với ông đó. Dạ. Con biết không? Ông ghét con nít lắm. Ông gặp con nít nha, ông kéo cái lỗ tai xuống ông thạp tha. Chết chưa? Ông kéo cái lỗ mũi cột vô cái lỗ tai luôn. Đừng có cho quen. Quen là con chết đó. Con đừng có cho quen. Quen là chết liền đó. Thế bà thề luôn á. Bà ơi. Hả? Ông đó dữ lắm hả? Dữ lắm. Bà ơi, con sợ quá hả? Ừ, con đừng có quen ha. Dạ. Nghe lời bà, đừng có cho mẹ con đi gặp người ta. Không cho mẹ quen. Ừ, không có cho mẹ con quen. Nghe không? Ơi, chúc bà cắt móng tay cho con. Ờ, coi móng tay nè. Con để dài vậy là không có vệ sinh ha. Nè, xong móng tay á, đừng có cho ông trưởng phòng ổng cắt móng tay nha, ổng rút móng con luôn á. Còn bà cắt đàng hoàng. Em á không chịu cắt móng tay cho con. À, cho chị có... biết không, tại vì tôi bận quá không có thời gian chăm sóc cháu nên mới cần có chị đó. À, hồ sơ của chị tôi coi rồi, chắc có lẽ cũng không cần phải xem kỹ nữa, mà tôi thấy cháu nó cũng mến chị quá mến rồi chứ. Cho nên là bắt đầu từ ngày mai chị có thể tới làm được không? À, không, măng liền bữa nay bị quẩn mà. măng liền. Cái này thì tốt quá, con chịu không con? Con ở nhà với bà nghe. Dạ nha. Rồi mẹ đi, mẹ mua bánh gì cho con ha. Nhưng mà mẹ đừng để chú trưởng phòng cắt móng tay mẹ nha. Ủa sao vậy con? Chú rút móng mẹ đó. Con này hư quá à, coi hoạt hình riết à. Nó nói không chừng đúng à. Ở nhà với bác nghe.
tôi đi nghe chị. Coi chừng nó đè nó rút móng nha. À, em ơi đem thuốc viêm xoang. Cô đem thuốc viêm xoang cho cô em. Dạ, tôi có mang theo rồi. Cảm ơn chị. Bà ơi, bà biết chơi game thiệt hả? Biết. Chửi. Quất luôn. Bà ơi, bà có chơi giỏi bằng ba con không? Bà chơi con chiến ngang nửa ba con đó. Con chấp bà đi trước, bà đã trước đi. Bà đã thắng con mới chịu. Quá, cẩn thận nha bà. Đợi người ta đã trước mình rồi kìa. Wow. Vô. Chúng ơi, hay quá. Vô nè, lên. Vô, lên. Đúng rồi, chơi đi. Lên, bà. Lên. Yes. Lên. Lên. Bà ơi, bà hay quá, bà ráng đi bà. Quá. Chết rồi, con chết rồi, bà ráng đi. Một trái nữa thôi, mình sẽ thắng họ. Vô. Lên. Một lần nữa. Lên. Quá. Bà biết con thích ăn cam nên bà đem cam cho con. Con không có thích ăn cam, con thích ăn mận à. Thích ăn mận hả? Thích ăn mận. Chiều con luôn nè. Bà hay quá, bà có cả một vườn trái cây trong người. Hỏi được. Bà hay quá, bà có trái cây. Con ơi con, hai trái được rồi nghe, con hỏi trái nửa đuối liền à. Bà ơi, ăn mận chiên thôi. Ba chậm quá à. Con để từ từ rồi ba đi. Ba. Sao hôm nay ba gan quá vậy? Sao? Hồi nãy hả? Ba dám leo lên đó chơi luôn. Công nhận ba gan thiệt. Ba biết sao không? Đường quay cao ơi là cao. Xuống mặt ba xinh lè luôn con tưởng ba. Con đó, làm ba tháo mồ hôi luôn à. Tại vì ba không có quen ở độ cao, ba sợ lắm. Bị tim đó. Ba. Ơi. Kỳ sao? Mình rủ mẹ đi luôn. Kỳ sao á, rủ mẹ con đi luôn ha. Ba ơi. Ơi. Rủ mẹ đi ăn gà rán nè. Rủ mẹ đi tới cái chỗ mình chơi nè. Xong đi ăn hamburger nè. Nhưng đi mà bé Vinh phải ngoan nè. Rồi ba mới rủ nè. Nhưng mà ba không biết mẹ con có chịu đi hay không á. Chứ, ba rủ mẹ sẽ chịu. Phải không? Ba ơi. Nè. Dạ. Mẹ con ở nhà có hay nhắc ba không? Mẹ. Ủa, mẹ xỉn nữa hả? Mẹ chay rồi hả? Hai người con ở đây à? Vú tới chưa con? Sao em lại sai dữ vậy? Alo. Em về nhà rồi. Anh yên tâm. Dạ. Ngày mai mình gặp anh ha. Dạ. Anh làm cái gì vậy? Đâu làm gì đâu. Anh làm cái gì vậy? Gọi điện thoại cho bạn anh. Anh làm gì gọi điện thoại cho tôi, anh chọc tôi hả? Làm gì? Anh đâu chọc em đâu, anh gọi cho bạn anh không ngờ vô số em thôi. Em đang nói chuyện người kia làm sao nhận được điện thoại này mà nó ren kinh khủng như vậy. Anh đừng có làm như vậy, tôi không thích chơi cái hàng như vậy nghe chưa? Con kìa. Alo. Anh hèn lắm. Anh làm gì hèn? Tôi không thích anh theo dõi rình rập như vậy. Anh đâu có rình rập đâu. Giữa tôi anh không còn gì hết á. Anh hèn lắm. Thế sao anh kỳ cục vậy hả? Cứ chửi hèn hoài. Tướng sang vậy mà hèn hoài. Anh đừng có tưởng làm vậy là anh quan tâm tới tôi. Tôi không cần quan tâm tới đâu. Tôi bình thường, anh bình thường mà. Phải. Từ ngày chúng ta chia tay đó, thấy anh mặt đụng. Anh diện lên, anh yêu đời hơn. Biết như vậy á, tôi lại giải phóng anh sớm rồi. Anh có nói gì đâu, từ nãy giờ anh có nói gì đâu. Bây giờ có con đây tôi nói luôn nè. Sao? Mỗi tuần anh gặp con một lần xong rồi mời anh đi về. Ba mẹ, sao ba mẹ phải nói chuyện điện thoại cho tốn tiền vậy? Bé Vinh. Dạ. Vô nhà với mẹ. Nếu mà ba thương con á, thì ba đâu có đợi cuối tuần mới tới thăm con, đúng không con? Mà con có nhớ không, vú á, vú thương con hơn ba ha. Con có một bà vú hơn ba gấp ngàn lần con ha, đi vô với mẹ. Đi vô bé Vinh. Không.
Bà Vinh đi vô với mẹ. Mẹ con cứ sai vậy hoài hả? Mỗi lần mẹ sai mẹ khóc đó. Mẹ có khóc nữa hả? Khóc xong mẹ làm đủ chuyện ở trên giường hết. Mẹ làm cái gì? Bà con muốn biết không? Muốn. Con chỉ ba cái này, ba đừng mét mẹ nha. Không có mét đâu, ba đâu có mét mẹ làm gì. Vậy mình rình mẹ. Hả? Phải rình mẹ hả? Đừng xuống. Thôi, mẹ con thấy mẹ con la đó. Không thấy đâu. Đó. Đó. Sao mẹ con rình ổ khóa vậy đó hả? Ba rình đi. Ờ. Ba để con coi miếng ba. Để cho ba coi lâu quá ba không quá coi rồi. Lâu quá đâu có gặp mẹ con đâu coi. Đó. Ba thấy chưa? Mẹ khóc phải không? Mẹ sắp sửa lấy tấm hình của ba dục lên giường rồi đó. À. Đúng không? Anh không có thương mẹ con em. Hả? Anh không có quan tâm tới mẹ con em. Mẹ sắp chửi em thương em thương em thương em thương em thương. Đúng rồi, chửi hận anh kìa. Hay lắm, con biết mà. Mẹ sắp lấy cái gói đập vô người ba cái. Đúng không? Đập quá chừng luôn. Xong mẹ ấp tấm hình lại luôn. Mẹ không thèm dờ mặt ba nữa đúng không? Đúng không? Nãy giờ con nói chính xác đúng mà. Đúng, con nói quá đúng. Ngày nào con cũng nghìn mà. Ngày nào con cũng nghìn con biết. Còn nữa. Chưa gì chứ. Ba ơi còn nữa. Con ủa còn con nữa hả? Còn nữa coi nữa. Ba ơi. Nè. Ba nhìn vô đi. Ba sẽ thấy mẹ tự lấy cái gói đập vào đầu mẹ ba cái. Binh binh binh. Đập không? Quá chừng luôn. Chính xác con nghìn hoài mà. Con đố ba bây giờ mẹ đi đâu? Ba đâu biết đâu. Mẹ đi ói đó, mẹ đang say mà. Ba ơi, ba vẫn còn rình hả? Ủa sao tắt đèn thui thui vậy? Ói lâu lắm, đợi tí và cái có thời gian ói chứ. Đâu rồi? Mẹ vô mẹ khóc đó, vô trước. À, vô rồi. Chưa đâu nha. Mẹ sẽ nằm giật ra, mẹ thở. Xong mẹ khóc chút tích. Mẹ nói, tôi hận em. Hận gì dữ vậy? Xong chổi gói vô mặt ba. Chổi chưa? Sao tắt đèn túi thui rồi? Con làm gì vậy? Mẹ ngủ là con ngái minh họa ba còn không biết nữa. Ê, còn nữa không? Hết rồi. Ủa hết rồi hả? Nè, lần nào mẹ con say về mẹ con cũng làm vậy hết hả? Kỳ nào ba đưa con về, mỗi một tuần đưa một lần, một tháng bốn lần. Kỳ nào mẹ cũng khóc. Mẹ khóc xong mẹ làm y như vậy luôn. Nhưng mà có cái tháng kia mẹ khóc tới 5 lần. Ủa sao mẹ con khóc tới 5 lần dữ vậy? Bị vậy tháng đó con lấy áo của ba con mặc. Mẹ nhìn thấy mẹ bắt con cởi ra. Nhưng tối mẹ khóc, mẹ nhớ ba đó. Áo nào? Cái áo mà mẹ mua cho ba mà. Cái ngày diễn đầu tiên đó. Ba ơi. Ơi. Con vô con lấy cái áo đó ra cho ba mặc nha. À. Để lâu sẽ bị hư đó. À. Ba đợi con tí nha. Thôi con lấy đi. Vũ ơi. Lấy cho tôi đi nước chanh Vũ ơi. Dạ có liền.
Hôm nay Vũ tới trễ đó. Dạ. À, xin lỗi cô, không phải bị tôi tới trễ. Tôi ra tôi lo tưới mấy cây bông lan mà chú trồng ngày xưa. Cô ơi, tự nhiên giờ sao nó nở mấy cây bông đẹp quá trời cô. Thôi, Vũ khỏi tưới. Khi trong lòng con người ta đã muốn quên những gì về quá khứ thì Vũ khỏi chăm sóc làm chi. Từ khi chúng tôi chia tay, tôi đã muốn quên hết những gì thuộc về anh ấy rồi. Cô à, tôi thấy cô đang có chuyện buồn. Không ấy, nếu cô tin tôi, cô tâm sự với tôi đi. Đặng tôi biết chút đỉnh là tôi lo tôi chiều cô. Không, tôi lo tôi san sẻ với cô. Bị khi có người mà mình tâm sự, mình san sẻ, mình cảm thấy mình thoải mái hơn cô. Cuộc đời của tôi thật là buồn. Từ khi chúng tôi chia tay, tôi cứ nghĩ là tên trưởng phòng sẽ đem lại hạnh phúc cho mẹ con tôi, điều mà chồng tôi không làm được. Nhưng tôi cứ như là kẻ đi trong bóng đêm. Hôm nay tôi mới biết là hắn đã có vợ và hai con. Nói rồi, đã nói đừng có quen với thằng trưởng phòng mà. Không có quen, quen vậy chết à. Mình đâu biết nó là ai. Nó trưởng phòng kể nó chứ nhiều khi thằng phó phòng nó tốt hơn sao. Phồn. Chỉ có tôi là ngu ngốc, chỉ có tôi là không biết. Tôi nói cho cô nghe nè. Thôi đừng có khóc nữa mà. Đừng có khóc. Anh không biết là tôi yêu anh ấy tới mức độ nào đâu. Mẹ con tôi lúc nào cũng chờ đợi anh, mà anh lúc nào cũng ham mê danh vọng, công việc. Lúc nào cũng là những show diễn. Có những đêm con đợi, nó nói con đợi ba về con mới ngủ, ba phải kể chuyện cho con nghe. Nhưng mà những lúc ba về thì con đã ngủ rồi. Tôi nói cô nghe nè, không phải ảnh vô tâm như vậy đâu. Đàn ông á, lúc nào họ cũng muốn làm trụ cột trong gia đình. Mà còn phụ nữ của mấy cô với tôi thì lúc nào cũng cằn nhằn hết. Nhưng mà tôi cằn nhằn là tôi muốn anh ấy quan tâm tới tôi, tới con. Nhưng mà trước khi cô muốn anh ấy quan tâm tới cô thì cô cũng phải quan tâm tới anh ấy. Thay vì những cái lời mà cô nói ngọt ngào, sao cô phan toàn những cái chuyện nặng nề không? Nó nghe nó nổi điên chứ vậy. Nổi điên dễ nổi điên. Tôi phụ nữ tôi kinh nghiệm lắm. Nhưng mà tôi có làm gì đi nữa là cũng chứng tỏ là tôi yêu anh. Ủa nhưng mà sao chú biết, sao chú biết rõ chuyện của tôi vậy? Ở trong nhà này mà tôi là người ở, tôi hay để ý lắm. Nói nhiều chuyện chịu thôi chứ hay quan tâm. Ba ơi. Ủa, ba ngồi đây đợi con mà, ba đâu rồi mẹ? Ba Vinh cầm cái áo đi đâu vậy? Con nghe áo đưa cho ba, mẹ nó để lâu sẽ bị hư. Ủa cái áo này à... Đây là cái áo mà tôi mua tặng anh ấy cái show diễn đầu tiên. Mẹ, mẹ cho con cầm cái áo này ra ngoài kiếm ba nha. Con đi. Mẹ, đi mang đưa cho ba đi. Ba ơi, ba ơi ba. Cô, tôi thấy cô mệt rồi, không ấy cô ngồi đây nghỉ. Tôi vô tôi lấy cho cô cái khăn nha. Chờ tôi chút. Ba ơi. Ba ơi. Ba ơi ba. Ba ơi. Còn với ba, ba làm con hết hồn mà. Hồi nãy con hẹn ba sao ba đi tưới cây mà.
chờ ba lấy miếng nước. Ba gạt con. Sao hồi nãy ba nói ở trước cửa đợi phòng khách, bây giờ ba vô nhà tưới cây. Ba bí mật quá à. Ba ơi, nè nước nè, nước nè, nước nè, nước 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 áo cho ba nè. Ừ, cảm ba ơn gì? Con ba ơi. Ơi thì sao ba nhớ tới sớm, ba ngủ con ngủ mẹ nha ba. Ừ, mời mốt ba tới sớm. Ba ơi. Ơi hả? À, con kêu gì? Sao ba băng guốc vậy? À, Nhật Bổn, Nhật Bổn. À, ba học, ba làm việc công ty Nhật á, có đi học Nhật thời gian xong ba mang theo model Nhật Bổn. Ba mang guốc cao ba đi được hả? Lâu lâu cũng chẹo thấy bà chứ. Model hả ba? À. Mai ba mua cho con mang với. Không được, con mang không có được. Model là con mang con té đó. Tại sao đàn ông mang được, con cũng đàn ông mà. Con chưa được, bây giờ con đang là con nít, con hiểu không? Con không có được mang. Ba ơi, ba đợi con tí, con kêu mẹ ra coi ba model của ba nha. À, không, không, được, con coi chết liền á, không, không. Về đi ba. Không, không. Vũ ơi, lấy em làm như tôi, Vũ ơi. À, ba, ba, ba. Ba đi đâu vậy? À, ba vô lấy cái này, lấy cái này. Ba ơi. Mẹ ơi, bé Vinh mang giày vô con, đôi giày này mẹ mới mua cho con đó. Không, model bây giờ đàn ông người ta mang guốc. Mẹ mua đôi guốc cho con mang giống ba. Dạ, tôi lấy khăn đây cô hai ơi. Bé Vinh nè, con đừng có nói xạo vậy, mẹ không thích con nít nói xạo nghe chưa. Con mang guốc giống ba. Con đừng có giỡn như vậy nữa, con tưởng mẹ không biết gì hả? Sao ba mang guốc được? Ba mang... Con phải mang giày, con không được đi chân đất giày xấu lắm nghe. Mang giày vô cho mẹ. Hồi nãy ba mang guốc thiệt mà mẹ. Đôi giày mới mà con không mang. Đây mẹ mang cho. Đây mẹ ơi. Vũ ơi. Dạ. Lấy khăn lâu quá Vũ ơi. Dạ dạ tôi lấy khăn đây. Đó đẹp chưa. Wow, Vũ cắt tóc lẹ quá luôn á. Vũ cắt tóc rồi, model mới. Anh Tùng. Ba là bà là ba hả? Ba, sao ba mặc bộ ba vậy? Ba ơi, ba kể chuyện cho con nghe. Tối nay ba ở lại với con, ba đừng về nha. Bé Vinh. Dạ. Đi vô phòng trong. Đi vô trong phòng cho ba nói chuyện với mẹ. Ba đừng đuổi mẹ, đừng đuổi mẹ, đừng đuổi ba mẹ. Con lì quá đi. Lúc nào cũng cãi lời mẹ. Con đi vô trong phòng cho mẹ nói chuyện với ba. Vinh à. Nhanh lên. Thôi con vô trong đi, để ba mới với mẹ nói chuyện chút xíu nha. Đi đi, giỏi đi. Tối ba ngủ lại với con, kể chuyện cho con nghe nha. Đi đi. Thì hả ba? Tôi đang chờ anh nghe như vậy thích. Thì anh muốn nói gì? Anh muốn giải thích gì? Tại sao anh làm như vậy? Tôi thì sao? Anh thì sao? Thì khóa. Con khóa cửa lại rồi. Con nhốt ba với mẹ bé vô Vinh, chung. Bé Vinh, chìa khóa cho mẹ. Bé Vinh. Thôi mẹ. Mẹ cho con khóa cửa đi. Con muốn nhốt mẹ với ba ở chung nhà với con. Ba người ở chung nhà vui hơn mẹ ha. Nhưng mẹ. Dạ. Ba người sẽ vui hơn mà. Ba sẽ là cánh chim đưa con đi thật xa. Mẹ sẽ là cành hoa cho con cài lên ngực. Ba mẹ là lá chắn che chở suốt đời con. Vì con là con ba, con của ba rất ngoan. Vì con là con mẹ, con của mẹ rất hiền. Mai con khôn lớn bay đi khắp mọi miền. Con đừng quên con nhé, ba mẹ là quê hương. Nó giống anh ghê á. Nó giống em. Nó... Tôi không có giữ anh lại nha. Tại con nó giữ anh. Ờ thì anh cũng đâu có muốn ở lại đâu. Tại con nó khóa cửa anh về không được thôi. Anh con ăn mặc vậy có được không? Anh con nó có giống ai không? Hoàn cảnh mà. Bị tuần lễ em mới cho thăm con lần, anh nhớ nó quá. Bây giờ anh phải làm vậy để được gần con nhiều hơn. Nhớ nhớ cái gì, hồi trước đây sao anh không có nhớ con? Hồi trước đây nó quan tâm với con như vậy đâu. Con lúc nào cũng chờ anh, em lúc nào cũng chờ anh. Bây giờ anh hiểu rồi. Ngoài cái công việc làm anh còn cần có gia đình. Anh biết mà.
Anh biết làm sao? Cho cơ hội đi. Cơ hội làm sao? Alo, chú trưởng phòng hả? Hoài vậy? Ba yên tâm, mẹ với ba con ngủ lâu rồi. Dạ, tất nhiên mẹ ngủ phải có ba cái bên chứ. Chú ngủ ngon nha, chúc gia đình chú hạnh phúc. Cho ba xin cái số điện thoại của... Ê, điện thoại của ba. Alo, chú đạo diễn hả? Nói là ba con xin nghỉ một tháng, không quay, không thâu gì hết, không diễn luôn à. Chú ơi, ba con bệnh nặng lắm rồi chú. Ba con bị bệnh. Dạ ba con lây con đó. Ho mà lây đó chú thấy chưa? Nặng lắm, đi quay không được đâu. Không nghe cho nghỉ luôn 2 tháng để dẫn má con đi du lịch nha chú. Con cảm ơn chú. Chú đạo diễn cho ba nghỉ rồi. Sao anh không đi quay đi? Đó có người mời đóng phim đó, đi quay đi. Bây giờ anh quyết định là anh ngưng quay một thời gian, anh ngưng diễn một thời gian để đưa con đi du lịch. Vậy anh đi với con thôi phải không? Rồi hai cha con đi đi. Với em nữa chứ. À, vậy bà hứa với con, ba ở đây nè, ba ở lại với con đi ba. Ba đừng đi. Ba nói nghe nè, nhưng mà con phải hỏi mẹ con coi có cho ba ở nhà không. Mẹ. Hỏi đi. Mẹ ơi. Không. Chết tôi. Không có cho ba đi ở chỗ khác. Con biết ngay mà. Con gái nói có là không đó. Cứ ở lại. Cảm ơn con. Mẹ, vậy phải vui hơn không? Vui.